Xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video của ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì kênh xin gửi đến quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Trong video ngày hôm nay thì mời quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng đến với nội dung sau đây. Bức thư xúc động của sư Minh Tuệ từ bỏ hạnh tu Đầu Đà khiến hàng triệu triệu người dân Việt Nam rơi nước mắt. Giải thích lý do chính khiến Ma Tăng, Sàm Tăng và cuồng cuộn con đánh phá sư Minh Tuệ. Thưa quý cô chú, anh chị và các bạn, ước nguyện tu theo 13 hạnh Đầu Đà là mong ước lớn nhất của sư Minh Tuệ và cũng là pháp tu mà Đức Phật tán thán vì cho rằng đây là pháp tu có thể loại bỏ được tham sân si. Thế nhưng thời gian qua, sư Minh Tuệ bị cản trở tu tập từ những người yêu mến và những người ganh ghét sân si với sư Minh Tuệ. Sau khi mạng xã hội xuất hiện nhiều bức thư được truyền thông cho là của sư Minh Tuệ gửi đến tất cả bà con nhân dân cũng như cơ quan chức năng với mong muốn mọi người không tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho sư Minh Tuệ học tập theo 13 hạnh Đầu Đà. Thế nhưng tình hình vẫn không khả quan, trên mạng xã hội vẫn còn nhiều đối tượng xấu chưa khi đấu tố, bôi nhọ sư Minh Tuệ, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị quốc gia. Vì tình hình chung, lợi ích của quốc gia, mới đây sư Minh Tuệ đã có một bức thư tiếp theo gửi đến tất cả mọi người xin thôi không tu tập theo đường lối 13 hạnh Đầu Đà nữa. Nội dung bức thư với lời lẽ tâm tình, đọc mà nghe rơi nước mắt. Sau đây mời quý bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng nhau lắng nghe nội dung bức thư của sư Minh Tuệ như sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính gửi kính thưa toàn bộ mọi người, con tên là Minh Tuệ, thế danh là Lê Anh Tú, là một công dân tập học theo đường lối giảng dạy của Đức Phật, phát nguyện học 13 hạnh Đầu Đà. Với điều kiện chính trị xã hội hiện nay chưa đủ duyên để con thực hành tập học. Vì sao vậy? Vì hạnh Đầu Đà là phải khất thực siêng năng đi bộ hành. Nếu mình cứ chấp trước như vậy, cứ đòi hỏi như vậy, phải đi khất thực như vậy, nên mới rơi vào chấp trước hay chấp thủ, dẫn đến khổ cho mình và xã hội, khổ với mọi người xung quanh, nên con không có ước nguyện và mong muốn điều gì nữa. Đối với con, được đi khất thực tập học, con cũng thấy tốt đẹp. Không được khất thực, con cũng thấy tốt đẹp. Được đi bộ hành, con cũng thấy tốt đẹp mà không được bộ hành, thì con cũng thấy tốt đẹp. Vì đi bộ hành và khất thực, con thấy làm ảnh hưởng đến giao thông và trật tự xã hội, nên con cũng vui vẻ xả bỏ để tất cả mọi người được vui vẻ, hạnh phúc. Phát nguyện đến khi nào đủ duyên học tập, tập học tiếp. Hiện giờ thì cứ ở yên một chỗ, không đi đâu. Ở nhà, gia đình nếu muốn bố thí vật thực thì con ăn, không muốn bố thí thì con không ăn nữa. Ở nhà để có khả năng không làm ảnh hưởng đến xã hội. Con cũng mong muốn mọi người và mạng xã hội không nên tung hô chào đón đông đảo như vậy. Từ trước đến nay, được những người mến mộ và những người không mến mộ tung hô như vậy, con rất cảm ơn lòng tốt của mọi người. Nhưng đối với con là một món quà mà con làm gì dám nhận, con không nhận chúng vì đó là danh, là lợi, không tốt đẹp gì với đạo pháp. Thiện pháp đó là ác pháp, dẫn những người tu hành như con đi đến hủy diệt. Con bây giờ chỉ biết ngày hôm nay còn sống thì học tập nghiên cứu kinh sách. Ở gần đây vừa học tập vừa chăm nom phụng dưỡng cha mẹ già, hay nói cách khác như là đang tu học, tập học tại gia. Con là người đã buông bỏ tu hành. Hiện nay những vấn đề về cơ quan chính trị, xã hội, kinh tế hay quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân Lê Anh Tú, trước đây con đều ủy quyền cho người nhà để họ thay cho con giải quyết và làm việc với cơ quan chức năng để con có thời gian yên tĩnh học tập, tập học, nghiên cứu Phật Pháp được tốt đẹp. Con cũng khuyên, góp ý với tất cả, mọi người đều có quyền tự do của công dân, tuy thế cũng không nên làm mất trật tự, an toàn giao thông và tụ tập đông người làm mất trật tự xã hội. Không nên vì mình mà làm khổ người khác, làm khổ cho mình, làm khổ lẫn nhau. Vấn đề hôm nay chính là danh, vấn đề lợi dưỡng, vấn đề cung kính, tham dục, sân hận, si mê, nó sẽ dẫn con vào con đường ác đạo, nên con chọn vấn đề buông, xả bỏ, không hơn thua, không tranh giành, không đời, không đạo, không chính trị, không kinh tế, không đảng phái, không tham gia vào tổ chức nào. Con chỉ tập tu chính mình, như một con chó hay con gà hay con công hay con trâu, như một người bệnh, người câm, như người sắp chết. Không có ước muốn đòi hỏi gì, cũng không làm hại ai hay ảnh hưởng đến ai. Sống lanh quanh những nơi mà được an toàn, gia đình bố thí thì ăn, hoặc những ai có tâm tốt làm điều thiện mà họ tự nguyện và có đủ điều kiện thì con cũng đón nhận và hôn hỷ. Mong mọi người hôn hỷ và giúp đỡ. Xin mọi người không nên đưa con lên trụ địa ngồi nguy hiểm. Nam mô A Di Đà Phật.
người viết Minh Tuệ ngày 20 tháng 11 năm 2024. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, vừa rồi là nội dung bức thư được cho là của sư Minh Tuệ viết gửi đến tất cả mọi người. Qua nội dung bức thư, có thể thấy do điều kiện của xã hội không cho phép nên sư Minh Tuệ đã quyết định dừng tu theo hạnh Đầu Đà. Đến khi nào hữu duyên thì sư Minh Tuệ mới quay lại tiếp tục với hạnh tu này. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, vừa rồi là nội dung bức thư được cho là của sư Minh Tuệ viết gửi cho tất cả mọi người. Qua nội dung bức thư, có thể thấy do điều kiện của xã hội không cho phép nên sư Minh Tuệ đã quyết định dừng tu theo hạnh Đầu Đà. Đến khi nào hữu duyên thì sư Minh Tuệ mới quay lại tiếp tục với hạnh tu này. Thầy Minh Tuệ không chấp trước vào bất cứ thứ gì, cỡ cả 13 hạnh Đầu Đà, buông bỏ hết tất cả mọi thứ để cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với mọi người và để thầy được tu tập yên ổn. Bức tâm thư lấy đi giọt nước mắt của hàng triệu người, mong mọi người hôn hỷ giúp đỡ, không nên đưa con lên trụ điện ngồi nguy hiểm. Một cư dân mạng đã viết như vậy. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, thời gian vừa qua, các thế lực của bọn Ma Tăng, Sàm Tăng và Cuồn Cuộn, họ viện vào lý do là sư Minh Tuệ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, các thế lực nước ngoài chống phá, để từ đó công kích bôi nhọ sư Minh Tuệ. Thực ra việc làm của họ chỉ là đang thể hiện sự ganh tị, hơn thua với một người tu hành đã từ bỏ hết tham sân si. Tại sao bọn chúng không chỉ trích và trần việc nhiều người tụ tập đu bám theo sư Minh Tuệ gây ảnh hưởng, cản trở an toàn giao thông, mất an ninh trật tự xã hội, mà chỉ chăm chăm tấn công sư Minh Tuệ? Cụ thể nhất là chỉ hai Cuồn Cuộn, một hai tìm cách quất sư Minh Tuệ cho bằng được, nhưng cuối cùng hậu quả để lại chính là quất thẳng vào chính mình, đã khiến nhiều người tỉnh ngộ về người đàn bà Cuồn Cuộn này. Trước đó chỉ hai Cuồn Cuộn còn được mọi người tung hô là người hùng trong lòng dân chúng, những câu nói quá trớn như tôi đi tù vì dân thì vẫn được mọi người chấp nhận yêu mến. Nhưng giờ đây trong mắt của nhiều người, chị hai lại là một người đàn bà bạo chúa, có tâm địa xấu xa, những thước âm mưu dĩ dạng dơ giấy dở gì giấu giếm được cư dân mạng tìm lại và đem ra ánh sáng. Và bọn đệ tử của các Ma Tăng, Sàm Tăng cũng ngày đêm xem sư Minh Tuệ là đối tượng chính cần bôi nhọ hạ bệ. Các video cắt ghép xuyên tạc một cách trắng trợn được chúng tung ra, đặc biệt là một đối tượng đang sống ở Malaysia mà nhiều người vô cùng bức xúc. Có lẽ vì sư Minh Tuệ đã gián tiếp làm ảnh hưởng đến lợi ích của bọn Sàm Tăng, Ma Tăng và chị Cuồn Cuộn, nên họ mới đánh thẳng vào sư Minh Tuệ như vậy mà không chú trọng máy đến việc lên án những người tụ tập đeo bám theo sư Minh Tuệ gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Chứng tỏ một điều tóm lại rằng chính phía nhóm của bọn Ma Tăng, Sàm Tăng và Cuồn Cuộn đang ganh ghét, hận sư Minh Tuệ đến thấu xương thấu tủy, chứ không phải vì họ yêu nước thương dân như lời họ nói, mà đó chính là sự ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi của bọn chúng. Một cư dân mạng viết: bây giờ họ cứ đổ lỗi cho thầy đủ thứ, nào là mất trật tự an toàn giao thông, nào là mất trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế chính trị, ảnh hưởng cháy nổ, vân vân, đủ thứ trên đời. Thử hỏi một nhà tu hành từ bi như thầy, sao thầy không buông bỏ cho được, xả bỏ, không chấp niệm để cho tất cả mọi người đều được tốt đẹp hạnh phúc? Còn thầy tu nữa hay không thì thầy vẫn là bậc chân tu chánh định chánh giác, 2600 năm mới có, thầy vẫn được mọi người kính ngưỡng yêu thương. Con mong một ngày gió nổi can qua, thầy sẽ được tự do bộ hành tu tập trở lại. Vừa rồi là nội dung của video ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.